Một ngư dân tại Trung Quốc sau khi buông lưới đã vớt được cục sắt cổ nặng 90kg có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên cho rằng đây chỉ là phế liệu, người này đã đem bán với giá 200.000 đồng. Sự việc xảy ra vào năm 1980 nhưng gần đây mới được chia sẻ rộng rãi. Theo đó, trong lúc đi đánh cá, ngư dân họ Trần sống tại Trùng Khánh đã vớt được cây cột sắt nặng 90kg trong tình trạng rỉ sét, cao khoảng 75cm. Trên thân cột sắt có khắc chữ nhưng người đàn ông không biết đó là gì. Sau khi xem xét, ông và con trai quyết định đem cây cột về nhà, đưa tới tiệm thu mua phế liệu, bán lại về giá 65 nhân dân tệ, tương đương hơn 200.000 đồng. Ở thời điểm đó, đây là số tiền bằng thu nhập của nửa năm, nên ngư dân vô cùng vui sướng. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Cục Di sản Văn hóa địa phương đã tìm đến nhà ông Trần, đồng thời tới tiệm thu mua phế liệu, yêu cầu mua lại hiện vật. Cán bộ Cục Di tích Văn hóa đã bỏ ra 200 nhân dân tệ, tương đương hơn 680.000 đồng để mua lại cổ vật nói trên. Quá trình thẩm định, các chuyên gia khảo cổ của Cục Di sản Văn hóa xác định, trụ sắt này dùng để xây cầu từ thời Hán Vũ Đế, năm 156 đến năm 87 trước Công nguyên. Đây được đánh giá là cổ vật bằng kim loại hoàn chỉnh nhất với niên đại sớm nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Cổ vật này có giá trị nghiên cứu lịch sử vô cùng to lớn, mức giá có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bảo vật sau đó đã được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Tứ Xuyên.